Khoan đã, mic em hết chưa? Mic em vẫn còn. Lâu lâu nó vẫn giật giật á Mai ơi. Sao tại kiểu là chuyển qua cái nhà mới xong hôm nay em mất 4 tiếng đồng hồ để em ngồi gắn cái máy tính lại, nhưng mà như là vẫn chưa ok. Nó như nó chỉ bị mỗi khi mà em nói. Thôi, thế em sẽ im luôn. Không. Đôi khi một trận đấu chỉ cần nghe giọng của một cô gái xinh đẹp là đủ rồi, không cần phải đánh đâu. Đúng. Nghe thấy ghê. Nói chung á, nếu mà nó sinh vô cái thời mà thời phong kiến á, nó làm thái giám là được luôn á, là nó bị chặt đầu sớm luôn á. What the fuck man, what the fuck à. Một á là nó lên, một là nó như hòa thân, hai là nó bị chặt như thằng em luôn á. Nó lên 6 nhưng mà nó hết E rồi nha anh. Okay, nó chết rồi, nó chết rồi. 5 giây nó hồi nè. Nếu mà em kêu vô AD nó hả Mai? Chết rồi, nó chết rồi. Nice. Giết chưa? Đúng rồi. Đi mù. Vô chỗ đánh nó luôn nha Mai, vô chỗ đánh nó luôn nha. Giết nó luôn á, nó không lát, nó không hết, nó hết 3 luôn giây rồi. Nó chết, 3 giây nó chết, 3 giây nó chết, 1 giây nó chết, 1 giây nó chết. Đây đi anh ơi. Hay. Tập anh cũng chết luôn. Đó. Anh đánh như vậy, đánh gì, quá hay. Ôi, chết không sao anh ơi, không sao. Sao dám đẩy cao. Đây mới nói anh này bắt chim. Anh đi back up. Anh này tắt đèn cho nó biết thế nào là lễ độ đi. Hư đúng. Bé chim hư. Oh my god, làm sao nó chạy được. Đồ, cứ để cho nghe. Hai anh ơi. Ơi. Bổ ra đánh game. Từ, vay ga. Ừ rồi, bán chó sạch con nó mẹ anh. Con sạch tôi em. Làm gì chung? Hả? À không, em phụ ăn con. Dạ. Thấy anh khóc quá anh em donate. Anh gửi anh Tùng hộ em. Cảm ơn em nha. Vì ông Tùng 5.000 anh lấy tiền phí 5.000. Donate 10.000 nó gửi cho anh Tùng hộ em. Phải cả đài. Còn cái nịt. Có đốt bùm lịch anh. Chơi đi anh em ơi, thắng combat rồi đó. Ăn nó chung ơi, anh hết chiêu rồi chung ơi. Rồi ngon luôn. Còn Sako đó. Còn Sako đi chung nhau được, đi chung nhau được. Rồi. À, đù. Tự nhiên game nó khúc cuối nó hơi vui quá. Win mà. Để cái gì mai sau nãy không lấy hồi máu hả? Không có cái bên kia. Ờ, hiện tại em chuyển nhà rồi anh ơi, nên là hình như là anh ship lộn chỗ rồi. Ủa, Linh ship cái gì qua bên Bình Tân rồi? Gì? Ồ, em đang nghe rap, anh đang nghe rap. À. Em đang qua nhưng mà nếu như okay, mà không có... Mít ra làm. Mất dây. Thấy à. Cái này lui. Thằng Olaf có thể chạy xuống cua dưới nhá. Nó chạy xuống cua dưới luôn rồi. Ông có chạy xuống khu dưới nó chạy đâu biết anh em ơi, bây giờ nó xuống khu dưới. Trên đường xuống khu dưới nó phải ra mít chứ tiền vượt chung đi. À, nếu tình được nó ra nó thăm em sớm luôn. Ngu phải cả chứ. Mày đánh nó dùng nãy. Mày cứ ăn một quy của em là nó gần ngẩm. Ôi, mà thấy chưa? À, người thấy chưa? Thật sự. Đỉnh chưa? Ghê. Lê Vy quận 4, Lê Vy quận 4. Holy shit. Giật mình liền. What the hell. Tới. Ui trời, chủ mình là chết rồi. Quá ác. Đi xin sao nó ác quá. Anh sống ăn chúng lính anh luôn ơi. Đỉnh chưa. Con Duy mày, 24, ui con Duy farm yếu thế. Ủa? Tắt liều đâu ta? Tắt vô đi kia anh em à, có vẻ kích lúc liều kịp là offline nữa rồi. Kích được cái tắt liều anh em à. Ủa anh chung mày. Hậu thể nè em. Anh mới cắm mắt hậu thể nè. Rồng anh em ơi. Rồng. 5 giây. Cô thằng Edry này, đâu đấy? Tôi là con hàng. Nó bị giật mình.
Ủa ba. Ôi thật chơi, sự. Chơi chơi đam, chơi đam, chơi đam, chơi đam. Ok. Anh nghe cái hạt không nổ. Malpha nào đang đấm anh Trung. Và... ăn luôn dơ luôn. Dơ. Ôi chết đi. Tôi bên trái nha, tôi bên trái. Này mày ơi, nó không trúng nhưng mà nó đẹp. Trời đất ơi. Ui, nó có biến nhanh quá vậy. Nó để sẵn tay nó có biến luôn á. Sao thôi. Hỗ thể cho em nè, hỗ thể cho em nè. Cút mày. Trời ơi anh em. Holy. Anh đã trúng cái mèo luôn. Bị yếu máu rồi anh em ơi, còn hợp. Đâu nhờ team nó đâu nhận kêu năm hàng rồi. Lụt. Sao mày chạy? Chạy. Đánh ai vậy đánh? À đi anh em. Sao mày chạy? Này. Anh còn cái phát là không kịp luôn, tiễn nó ra ngoài luôn. Chạy cho Tùng, chạy cho Tùng. Đâu nè anh em đánh chiến người ta. Đừng nói mới đánh nó sao sáng nữa. Chơi 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 chơi. Em tới luôn à. Em giữ được nó rồi nha anh em ơi. Đang dí, đang dí luôn, đang dí luôn. Dí không, dí không. Nó nhảy vô người em nè, nó nhảy vô người em nè. Nè, lụm nó chung. Này, thằng kia luôn chung, thằng kia luôn. Bao nhiêu giây hả chiêu chung nói. Dạ, anh bị con Valime nát rồi. Chúng bay bao nhiêu giây hồi chiều? Tôi chết rồi. Okay. Em luôn. Hey. Còn Valime nó hết chiều nha, hết chiều nha, hết chiều nha. Chồng nó luôn trong vòng luôn, hết rồi. Rồi, ngon, mình làm. À. Giờ mới để ý anh lưu trận này cầm khai dít rồi tụi bay tới số rồi. Anh đi vòng. Anh vô thế. Anh em ơi. Tới. Tới luôn, tới công chuyện luôn. Em nghĩ là bỏ được ấy. Bỏ anh. Ừ, bỏ. Dạ, anh em mình. Dạ, quay hơi to. Dụ đi anh đang tới nè, tụi mình có cái một cái em. Tên gà top rồi nha anh em, bên trong top. À, tới nè. Bắt được phong linh rồi anh em ơi. Anh luôn xanh. Anh không xanh lắm. Em xin lỗi. Từ nha, em đang đếm quay top nha, quay top bự nha. Anh né hay vậy mà cái R nó đủ đam mà. Gì bạn? Ai kỳ quá. Kiếm anh kìa anh. Ơi. Dưới tay anh em, Tới nè anh em ơi. Tới nè. Ai cái liền buồn cười quá lên. Quê mấy bạn ơi. Tính ra là bình những các bạn nha. À đó chỉ là lừa thôi, nó đớp cả thỉnh lẫn mồi rồi. Nó tính hết rồi. Anh chưa có lát rồi. Hết rồi nha. Lát rồi. Yes. Mày hay luôn. Anh chạy đâu? Để chạy đâu chứ. Anh chạy tới mai. Anh ơi. Really nigga. Giải cứu anh luôn. Anh ơi. Té. Anh về được rồi. Anh làm gì có chuyện đó anh. Bye. Khỏe không anh Jake kìa. Má, những nỗ lực của... Diễn khách lên đây. Nó buồn cười về đây. Nghĩ anh em ơi, nghĩ. Tham gia dự đoán VCS tại trang castrol.liênminh.garena.vn để nhận xe máy CB150R cùng những phần quà hấp dẫn khác từ nhãn hiệu dầu nhất toàn cầu Castrol Power One.